Sau đây Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu với các bạn loại dây jack cắm kết nối cổng HDMI hay dùng nhất. Đầu nối tín hiệu HDMI female ra mini HDMI male. Công dụng truyền tín hiệu hình ảnh từ thiết bị có một đầu dây HDMI vào thiết bị có cổng mini HDMI. Đầu nối micro HDMI male ra HDMI female. Đầu cắm thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, sử dụng đơn giản, phù hợp với nhiều dòng máy khác nhau, hỗ trợ độ phân giải lên đến 1400p. Công dụng truyền tín hiệu từ thiết bị có cổng HDMI sang thiết bị có cổng micro HDMI. Đầu nối HDMI male ra HDMI male. Jack kết nối HDMI hai đầu đực HDMI male to male. Độ phân giải có thể đạt 1080p. Đầu kết nối mạ vàng, kết nối mạnh, ổn định. Công dụng kết nối hai thiết bị thu phát hình ảnh có cổng HDMI. Đầu nối HDMI female ra HDMI female. Thiết bị HDMI hai đầu cái. Độ phân giải có thể đạt 1080p. Đầu kết nối chắc chắn, mạ vàng, đảm bảo chất lượng tín hiệu, tương thích với các cáp HDMI đực. Tốc độ video có thể đạt 5GB trên giây. Đầu nối HDMI male ra DVI female. Loại tín hiệu DVI male, HDMI female. Loại jack chuyển đổi này giúp bạn chuyển đổi HDMI male ra DVI female và ngược lại, giúp bạn có thể chuyển đổi tín hiệu từ HDMI sang DVI để sử dụng cho các trường hợp thiết bị đầu ra của bạn chỉ có chuẩn DVI mà bạn lại muốn chuyển sang HDMI để được hình ảnh sắc nét chuẩn HD. Đây là một loại jack kết nối với HDMI và DVI có hiệu suất cao, hỗ trợ chuyển đổi cả tín hiệu kỹ thuật số và analog. Đầu nối HDMI female ra DVI male. Jack chuyển đổi tín hiệu HDMI female sang DVI male cho phép chuyển đổi tín hiệu âm thanh, video chất lượng cao, lý tưởng khi sử dụng cho các đầu DVD và HDTV. Jack cùng hai cổng kết nối, một cổng là HDMI female và một cổng là DVI male. Hai cổng được mạ đồng để đảm bảo kết nối tốt, giữ được tín hiệu chuyển đổi nét cao và ổn định. Dây nối từ DisplayPort male ra HDMI female. Chiều dài cáp 25cm, input DisplayPort male, output HDMI female, hỗ trợ chuyển độ phân giải 1920x1200 hoặc 1080 Full HD. Dây nối chuyển đổi từ VGA audio ra HDMI. Một cáp gồm hai đầu là VGA và video, đầu ra là HDMI. Một cáp là cáp trung gian, một cổng USB và một cổng để kết nối với đầu ra HDMI của dây cáp kia. Có thể chuyển đổi từ VGA và audio sang hình dạng HDMI. Cổng ra HDMI có thể hỗ trợ độ phân giải lên tới 1080p 1.3. Có thể kết nối với âm thanh máy tính hoặc laptop, chỉ cần kết nối và sử dụng dễ dàng. Phù hợp với hệ điều hành Windows XP, Windows 8, Vista, Mac OS X. Cáp chuyển đổi từ HDMI ra VGA. Kết nối với các loại màn hình chuẩn tương tự, máy chiếu hoặc LCD sử dụng đầu nối, đem lại hình ảnh sắc nét, sống động, không cần thêm nguồn điện ngoài, độ dài 20cm. Bộ chuyển đổi HDMI ra VGA kèm audio 3.5. Sản phẩm có thể sử dụng với rất nhiều loại thiết bị, máy tính, DVD, đầu thu kỹ thuật số, laptop, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, các loại nguồn HD. Bộ sản phẩm bao gồm một dây cáp HDMI sang VGA và một dây cáp âm thanh. Bộ chuyển đổi HDMI ra AV chất lượng cao. Sản phẩm này dùng để chuyển các tín hiệu từ HDMI với chất lượng cao hoặc cổng tín hiệu âm thanh sang cổng AV. Ngoài ra, các thiết bị có thể sử dụng trên hệ thống FPV, TV, VHS, VCR, đầu DVD, v.v. Bộ chuyển đổi HDMI ra AV thế hệ 2. Đầu vào HDMI, đầu ra AV. Bộ chuyển đổi cho phép hình ảnh có độ phân giải tối đa là 1080p, đường truyền ổn định, không cần cài đặt thêm, chỉ cần cắm hai đầu cổng vào thiết bị là sử dụng được. Bộ chuyển đổi HDMI ra AV chất lượng tốt nhất, cổng đầu vào HDMI, cổng đầu ra AV, chất liệu kim loại sơn cách điện, hỗ trợ đầu ra analog composite video, NTSC 480i hoặc PAL 576i. Hỗ trợ không nền âm thanh đầu ra của RL, right, left. Hỗ trợ độ phân giải tối đa là 1080p, đầu AV có 3 jack, vàng, trắng, đỏ. Dây nối MHL micro USB ra HDMI cho điện thoại. Loại cáp MHL micro USB đầu jack hình thang ra HDMI, chiều dài 15cm, tương thích với các loại điện thoại Samsung, HTC, LG v.v. Công dụng truyền tải hình ảnh từ điện thoại có cổng MHL lên TV và màn hình có sử dụng cổng HDMI. Dây nối MHL micro USB ra HDMI cho điện thoại chính hãng Rockfish. Mã sản phẩm Rockfish RFG1171 MHL adapter, cần thêm dây HDMI để nối lên màn hình. Chiều dài 20cm. Hỗ trợ cho các dòng điện thoại Samsung Galaxy Note v.v. Bộ kết nối MHL cable kit ra HDMI cho điện thoại. Đây là bộ thiết bị giúp truyền hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Khi dùng bộ cáp chuyển đổi HDMI này kết nối điện thoại của bạn với TV hoặc máy tính, điện thoại của bạn cùng đồng thời được sạc pin nên rất tiện dụng. Cáp HDTV MHL ra HDMI cho điện thoại Android. Cáp có một đầu là cổng MHL micro USB 11 pin để cắm vào cổng điện thoại. Jack cắm này tương thích với các cổng Samsung Galaxy và các dòng điện thoại Samsung tương thích jack MHL micro USB 11 pin. Đầu còn lại là cổng HDMI female để bạn có thể dùng cáp HDMI kết nối với các loại màn hình có cổng vào HDMI. Trên đầu jack HDMI male có cổng USB micro để bạn cắm jack micro USB cấp nguồn cho thiết bị khi hoạt động. Cáp chuyển tín hiệu từ iPhone 4, 4S, iPad 2, 3 ra HDMI. Sử dụng hai đầu chuyển đổi tín hiệu từ iPad sang HDMI trên cùng một cáp. Độ phân giải tối đa 1080p cho hình ảnh rõ nét, tín hiệu truyền ổn định, không bị giật. Cáp nối từ iPhone 4, 4S, iPad 2, 3 ra digital AV HDMI chính hãng Apple.
Cáp Apple Digital AV vừa có thể truyền tín hiệu ra TV thông thường, vừa có thể truyền lên màn hình HD của TV LCD qua cổng HDMI. Apple Digital AV Adapter là cổng tiếp nối dành cho iPad 2 gồm 2 cổng HDMI và cổng sạc thông thường của iPad, nối iPad với màn hình TV LCD bằng cáp HDMI. Dây nối Mini DisplayPort ra HDMI 1.8m. Công dụng kết nối truyền tín hiệu từ thiết bị có cổng Mini DisplayPort đến LCD, TV, monitor, projector và các thiết bị hiển thị có cổng HDMI, tương thích với MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook iMac hoặc các thiết bị có cổng Mini DisplayPort. Hỗ trợ Mini DisplayPort 1.1a và HDMI 1.3b. Hỗ trợ độ phân giải hình ảnh lên tới 1920x1080p. Cáp nối Mini DisplayPort từ MacBook ra HDMI. Hỗ trợ Mini DisplayPort đầu vào và đầu ra HDMI. Hỗ trợ HDMI cao nhất video độ phân giải 1080p. Hỗ trợ âm thanh không nén như LPCM. Hỗ trợ âm thanh nén chẳng hạn như kỹ thuật số DTS, Dolby kỹ thuật số bao gồm DTS HD và Dolby True HD. Cáp nối HDMI Mail ra Micro HDMI Mail. Sử dụng để chuyển tín hiệu video từ máy tính bảng, máy ảnh, điện thoại sang màn hình LCD như TV, máy chiếu. Hỗ trợ độ phân giải tối đa 1080p. Chất lượng âm thanh tốt và ổn định. Hai đầu cáp mạ vàng giúp bảo vệ các linh kiện bên trong. Dây nối HDMI Mail ra Mini HDMI Mail dài 1.5m. Hỗ trợ các thiết bị có cổng HDMI. Hỗ trợ truyền hình ảnh độ phân giải HD, đầu giắc đường mạ đồng, chiều dài 1.5m. Bộ truyền tín hiệu HDMI 3:1 cho đầu truyền HD TV. Các tính năng bao gồm xem video, xem các sản phẩm truyền thông và xem các tài liệu thông qua TV của bạn. Dây sản phẩm dài 1.5m. Đây là một phụ kiện cần có cho những người muốn xem video và làm việc trên màn hình lớn. Dây cáp này nhận được tín hiệu video thông qua đầu truyền HDMI. Chân và các kết nối có cơ sở được mạ vàng. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 1.5m. Dây nối này cho phép băng thông đủ cho video HD với độ phân giải 1080p và tốc độ 60 khung hình trên giây, băng thông cao nhất cho định dạng video hiện nay. Đối với âm thanh, chuẩn cáp HDMI cũng thuộc hàng top khi nó hỗ trợ lên đến 8 kênh lên đến 24 bit ở 192Hz, thừa đủ cho những hệ thống âm thanh chất lượng cao nhất như Dolby True HD và DTS HD Master Audio. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 3m, có bọc lưới và cục chống nhiễu bảo vệ dây cáp, truyền tín hiệu hình ảnh Full HD, tích hợp cổng âm thanh 5.1, hỗ trợ truyền tín hiệu âm thanh vòm. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 5m. Tiêu chuẩn HDMI cho phép truyền hình ảnh một cách rõ ràng và sắc nét từ thiết bị phát đến thiết bị nhận. Các hai đầu cổng HDMI sẽ làm nhiệm vụ truyền tải dữ liệu hình ảnh giữa hai cổng HDMI. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 10m, tương thích với các màn hình có độ phân giải 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p. Thiết kế có lưới chống nhiễu cho chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt nhất. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 15m. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 20m. Cáp được làm từ chất liệu bền, bảo vệ tối đa cho các linh kiện bên trong, không bị mất dữ liệu trong khi hoạt động. Chất lượng hình ảnh cực kỳ nét. Dây nối HDMI Mail ra HDMI Mail dài 30m. Phù hợp sử dụng cho HDTV, Home Theater, DVD Player, Projector, PS3, Xbox 360, v.v. Bộ chia tín hiệu từ 1 ra 2 cổng HDMI. Sản phẩm này cho phép một đầu HDMI có thể đồng thời chuyển tín hiệu sang hai cổng HDMI mà chất lượng hình ảnh và âm thanh của hai TV vẫn không thay đổi. Chỉ cần kết nối thiết bị nguồn HDMI và hai HDMI splitter là bạn có thể sử dụng song song hai TV. Bộ chia tín hiệu 1 ra 4 cổng HDMI. Chỉ với một chiếc đầu này bạn có thể sử dụng cùng lúc nhiều nhất 4 máy chiếu, 4 TV hoặc máy tính. Tính ưu việt của nó, bạn có thể hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều đầu HDMI cùng một lúc, lằng nhằng, dây dợ và tốn điện. Thiết bị nối TV HDMI không dây cho iPhone, iPad. Sản phẩm hỗ trợ hiển thị hình ảnh video trên HD TV cho iPhone, iPad với hệ điều hành cao nhất là iOS 10. Hỗ trợ hiển thị không dây Miracast, hệ thống Android 4.2 trở lên. Hỗ trợ phim TV web trực tuyến. Có hai chế độ lựa chọn là Miracast và DLNA iOS. Thiết bị phát video không dây HDMI TUAV TX5D Skyzone. Định dạng video hỗ trợ là NTSC và PAN. Tần số hoạt động 5645 đến 5945MHz, phát lên tới 32 kênh, năng lượng đầu vào 7-24V, dòng nguồn 250mA, công suất phát sóng 600mW, chất lượng hình ảnh 720x576, băng thông hình ảnh 8MHz, băng thông âm thanh 6.5MHz. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu bạn cần tư vấn trực tiếp. Các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube Yêu Công Nghệ của chúng tôi để theo dõi nhiều hơn những clip mới hàng ngày nhé.